Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Cùng đến với bài giảng của thầy mang chủ đề kỹ năng mềm và tự học công nghệ thông tin. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị cái hành trang như thế nào, đúng không? Thì có cần có kỹ năng, tri thức và những đức tính gì? Có 3 cái con người ta cần thiết. Đấy là kỹ năng, tri thức và đức tính, đúng không? Kỹ năng là thí dụ lập trình là kỹ năng. Tri thức là chúng ta phải biết công nghệ này, biết công nghệ kia, biết chuyện nọ, chuyện kia. Và phải có những đức tính nhất định mới làm được công nghệ thông tin. Thì chúng ta sẽ xem là chúng ta cần chuẩn bị gì để các bạn chuẩn bị. Thế thì nó có cái mô hình là KSA, đúng không? Knowledge là bắt đầu bằng chữ K là tri thức. S là skill là kỹ năng. Và A là attitude là thái độ hay là đức tính. Tôi thấy thích chữ thức tính, đức tính hơn. Thái độ không phải. Thì nhưng mà tôi lại thích viết nó dưới dạng là ask, đúng không? Ask là hỏi thì nghe hay hơn và cũng gần mô tả gần đấy thứ. Thì tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là hỏi là một công cụ để học miễn phí. Nếu mà một năm bây giờ ấy, đúng không, thì trôi qua, nếu mỗi ngày các bạn đặt 5 câu hỏi cho tất cả mọi người, mình cứ gặp ai mình hỏi và mình chỉ có được 5 câu trả lời thôi. Có thể hỏi nhiều hơn, một ngày có thể 20-30 câu, nhưng mà bây giờ chỉ có 5 câu thôi. Thì một năm các bạn sẽ có là 1.600 câu trả lời. Và số lượng thông tin này đủ viết vài cuốn sách. Các bạn sẽ trở thành người giỏi hơn là cái người không hỏi, đúng không? Ngậm miệng là không thể giỏi được. Và đặc biệt, cái chất lượng đặt câu hỏi của học sinh Việt Nam là rất thấp. Đấy, vào đại học, học sinh tôi biết năm thứ nhất hỏi không biết cách đặt câu hỏi. Thì nếu mà các bạn phải luyện, cái đầu tiên là thói quen hỏi, nhưng thứ hai là phải hỏi, biết cách hỏi. Đấy, thì có thể là khi nào đấy rảnh tôi cũng muốn dạy một cái khóa là đặt câu hỏi như thế nào, đúng không? Tại vì đặt câu hỏi nó cũng thiên hình vạn trạng lắm, nhưng mà đầu tiên là các bạn phải hăng hái hỏi cái đã. Thì đặt câu hỏi thế nào thì ở đây tôi sẽ không đi sâu, tôi chỉ giới thiệu các bạn qua thôi để các bạn có cái nhớ lấy và có thói quen đặt câu hỏi. Thì có 3 loại câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi về sự thật, the factual question. Tức là cái này là cái gì? Thủ đô của Việt Nam là cái gì? Hay là dân số của Việt Nam là bao nhiêu? Những cái thứ câu hỏi đó là câu hỏi sự thật. Mà câu hỏi sự thật thì bây giờ không ai hỏi nữa. Tại vì là bởi sao? Bởi vì là chúng ta có thể Google. Mà Google ra kết quả thì tốt hơn là hỏi bất cứ ai, đúng không? Bác học hay là thậm chí là cả anh Ngô Bảo Châu hay là ông Đặng Văn Việt nói, mà nếu mà mình tra Google không đúng thế thì mình cũng không tin, đúng không? Thế cho nên câu hỏi sự thật là chúng ta không nên hỏi. Cho nên có một cái rất hay, tức là ở cái giờ mà tôi dạy là các bạn sinh viên, là tôi khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận với nhau. Thì các bạn đặt toàn câu hỏi factual thôi. Bạn cho tôi biết cái này nặng bao nhiêu? Nặng bao nhiêu thì ông Google hỏi tôi làm gì? Đúng không? Chúng ta hãy đặt câu hỏi, chỉ đặt câu hỏi là loại 2, là hỏi câu hỏi là know how và know why. Tức là câu hỏi là tại sao, hoặc là cái này nó làm việc như thế nào, làm thế nào để có cái này. Thì những câu hỏi ấy thì mới đáng hỏi chứ. Đúng không? Chứ hỏi tên anh là gì, ai chả có tên, anh đọc ở đâu đấy cũng được. Thế câu hỏi là know how và know why. Tức là biết làm như thế nào và biết là tại sao cái việc ấy nó xảy ra như vậy. Thì câu hỏi này là câu hỏi khoa học công nghệ. Thế còn một câu hỏi thứ ba nữa rất là quan trọng là câu hỏi cảm xúc. Tức là câu hỏi này thì nó tầm cao hơn, tức là nói về kinh tế xã hội, đúng không? Thí dụ tại sao anh lại nghĩ rằng chúng ta cần phải học công nghệ thông tin? Đấy là tôi chia sẻ với các bạn là câu hỏi về cảm xúc, đúng không? Tại sao anh nghĩ rằng tôi phải nói về cảm xúc của tôi chứ. Thế thì
cái quyết định của con người ta trong xã hội bây giờ không dựa trên factual nữa. Tức là bạn không thể thuyết phục tôi về bằng các câu hỏi sự thật được. Bạn chỉ có thể trả lời câu hỏi know how và know why, tôi nể bạn. Nhưng mà tôi quyết định có dùng giải pháp của bạn không, dùng tri thức của bạn hay không, thì lại phụ thuộc vào cảm xúc của tôi. Tại sao ông lại học công nghệ thông tin? Thì ông bảo học công nghệ thông tin thì tốt lắm, hay lắm, lắm tiền không? Anh phải nói cho tôi nó đẹp như thế nào, nó hay như thế nào. Và trải nghiệm của anh đối với vấn đề đó. Các bạn nhìn tôi là trải qua mấy chục năm làm công nghệ thông tin thì các bạn mới tin. Chứ bây giờ một người nói Isidoc như tôi chưa chắc các bạn đã tin. Thì đấy là chính là cảm xúc. Đó. Thì chúng ta phải biết cách đặt câu hỏi know how và know why trong khi chúng ta nghiên cứu khoa học. Nhưng khi chúng ta đi ra xã hội để thuyết phục người ta làm một cái điều gì đó hay tổ chức làm một việc gì đó thì phải đặt câu hỏi cảm xúc. Được chưa? Thế còn cụ thể cảm xúc như thế nào hay là know how, know why như thế nào thì chúng ta phải học cả một khóa. Thế còn về kỹ năng, bây giờ chúng ta nói về kỹ năng. Đầu tiên là câu hỏi, sau đó từ đó tỏa xuống thành kỹ năng. Kỹ năng cơ bản cho công nghệ thông tin. Trước tiên công nghệ thông tin các bạn phải biết tiếng Anh. Các bạn không thể không biết tiếng Anh mà muốn học công nghệ thông tin được. Đấy, ví dụ bạn học văn hay học gì đấy có thể không cần biết tiếng Anh, nhưng mà học công nghệ thông tin là tối thiểu phải biết tiếng Anh. Và cũng không cần phải đặt yêu cầu cao, phát âm phải hay hay là nói chuyện duyên dáng hay gì, mà đọc được tài liệu. Đấy, tức là yêu cầu tối thiểu. Thứ hai là lập trình. Các bạn sau này có thể không thành lập trình viên, các bạn có thể làm phần cứng, làm mạng, nhưng phải biết lập trình ở mức cơ bản. Nếu không làm lập trình cơ bản thì chẳng may là người ta phải chịu đựng bạn, hoặc là các bạn sẽ không phải là một người có giá trị ở trong công ty, mặc dù các bạn làm về chuyện khác. Thì lập trình thì các bạn học công nghệ thông tin phải biết lập trình ở mức cơ bản. Thứ ba, kỹ năng thứ ba là kỹ năng tự học và nghiên cứu. Thì cái này là tôi sẽ nhấn mạnh hôm nay, kỹ năng tự học nghiên cứu là rất là quan trọng. Đó. Thì có ba kỹ năng nhớ: tiếng Anh, lập trình và kỹ năng tự học. Còn nếu mà chưa biết tự học, cứ phải thầy dạy rồi làm theo thì tức là không đạt yêu cầu. Đấy, ba kỹ năng nhớ. Tri thức thì có ba loại tri thức các bạn cần. Thứ nhất là tri thức về đời sống. Cái đấy rất là quan trọng. Lát nữa tôi sẽ nói tại sao lại học về công nghệ thông tin lại biết về tri thức đời sống. Tại vì công nghệ thông tin là các bạn tạo ra ứng dụng ở trong các ngành khác nhau. Thế cho nên cái người làm công nghệ thông tin phải biết rất rộng. Hôm nay chúng ta có khách hàng yêu cầu chúng ta làm một cái phần mềm về kinh tế. Ngày mai có thể làm trong khoa học. Ngày kia có thể làm trong ngành xây dựng. Ngày mốt nữa làm trong ngành bất động sản chẳng hạn. Các phần mềm khác nhau mà làm cách gì thì bạn có tri thức cơ bản về đời sống tốt thì bạn tiếp cận cái đấy sẽ rất nhanh. Thứ hai là tri thức công nghệ. Đúng không? Tất nhiên thì tôi khuyên rằng là có những cái trang tri thức công nghệ bạn nên đọc hàng ngày. Thí dụ như Lightway Reading chẳng hạn là một cái trang mà luôn luôn có tin công nghệ mới thì luôn luôn phải trau dồi. Chứ không phải chỉ có lập trình xong rồi tôi chả cần biết công nghệ gì cả. Tôi phải biết, luôn luôn biết công nghệ mới. Và thứ ba là có tri thức và văn hóa và cảm xúc. Thì phải biết cái đẹp, phải biết văn minh của loài người như thế nào. Đấy thì tri thức các bạn luôn luôn trau dồi cả ba cái này cho tôi. Đời sống, tìm hiểu rất nhiều. Thứ hai, công nghệ, luôn luôn trau dồi. Không phải chúng ta chỉ biết một công nghệ, chúng ta sống cả đời với công nghệ ấy. Đúng không? Thế thì chả ra cái gì cả. Và sau đó tri thức về văn hóa và cảm xúc chúng ta cần phải biết. Thì chúng ta phải làm ra cái phần mềm nó phải đẹp, làm thế giới ảo, đúng không? Làm ra metaverse nó phải đẹp thì phải có cảm xúc chứ. Đấy, thí dụ như tôi nói về tri thức đời sống, tại sao cần tri thức đời sống? Chúng ta hãy quan tâm những vấn đề như này, là những vấn đề lớn. Thí dụ năng suất lao động của Việt Nam thấp nhất trong khu vực. Đấy là vấn đề của đời sống đó. Đấy vấn đề bức xúc của kinh tế xã hội Việt Nam. Vấn đề phát triển nông thôn. Nông thôn tại sao chúng ta vẫn còn nghèo? Làm sao mà cứ được mùa thì mất giá, mà năm nào được giá thì mất mùa. Thế nông dân khổ như vậy. Chúng ta có thể làm gì, công nghệ thông tin có thể làm gì để nông thôn phát triển được không? Đấy thì cái đấy là cái mà chúng ta cần phải biết. Con người ta mà tách rời ra khỏi cái này mà chỉ biết mỗi công nghệ không là không nên cơm cháo gì cả. Tổ chức các chuỗi cung ứng như thế nào, đúng không? Nạn hàng giả như thế nào?
đồng bằng sông Cửu Long đang ngập mặn. Chúng ta biết là nước ta có hai cái vựa lúa, đúng không? Vựa lúa lớn nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và vựa lúa nhỏ hơn là ở đồng bằng sông Hồng. Thế bây giờ đồng bằng sông Cửu Long là bị ngập mặn. Ngập mặn thì tương lai là không trồng lúa được nữa, chúng ta mất đi một vựa lúa. Thì liệu là nền kinh tế của chúng ta sẽ ra sao? Đúng không? Việt Nam còn là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới hay không? Vấn đề bụi mịn ở Hà Nội, vấn đề là các phòng khám bệnh rất là đông nghẹt người, không cung ứng nổi, vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi máy tính của Việt Nam là đắt hơn so với thế giới từ 30 đến 50%. Các bạn có dùng công nghệ, tri thức công nghệ mình giải quyết vấn đề hay không? Đúng không? Phần mềm về ERP chẳng hạn, dùng SAP chẳng hạn, phải mua hàng triệu đô, đúng không? Mà không dùng hết công suất. Thế thì chúng ta có giải pháp nào thay thế không? Không phải cứ làm ERP cái phải bỏ ra 2 triệu đô mà dùng chỉ có khoảng 10% công suất, rất là đắt tiền, đúng không? Chúng ta có thể làm ra cái gì mà 200.000 mà cũng có thể chỉ có 1/10 chức năng của nó hay không? Chúng ta thiếu tài liệu sách bằng tiếng Việt thì chúng ta có thể làm cỗ máy dịch rồi vân vân, hỏi đáp chuyên gia, rồi công nghiệp ô tô, chăm sóc sức khỏe, rồi bảo vệ biển đảo. Tất cả những cái đấy là tri thức đời sống. Từ tri thức đời sống các bạn sẽ đặt mục tiêu cho mình để là chinh phục công nghệ, đúng không? Tìm công nghệ để giải quyết vấn đề đó. Và qua những cái động tác đó, những thao tác đó thì chúng ta càng ngày càng hoàn thiện mình và chúng ta tiến lên đỉnh. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là tri thức đời sống rất là quan trọng. Và giá trị của chúng ta là ở tri thức đời sống, tại vì chúng ta hoạt động trong môi trường Việt Nam. Thế còn bây giờ nói là phần mềm của Việt Nam có địch nổi phần mềm nước ngoài hay không, chúng ta địch được nước ngoài hay không, ở chính là chúng ta hiểu vấn đề của thị trường Việt Nam, đúng không, thì mới địch nổi. Chứ còn về công nghệ làm sao mình địch nổi nước ngoài đâu. Tức là về lâu dài thì vẫn có thể địch nổi nếu chúng ta chăm chỉ và cố gắng, nhưng mà nếu mà ngay lập tức thời gian ngắn thì chúng ta không thể địch nổi với đường nước ngoài được. Thế thì chúng ta sử dụng ý tưởng sử dụng công nghệ là bắt đầu phòng khám đông người, thì chúng tại sao chúng ta không nảy ra là làm cái hệ thống hẹn giờ khám, đúng không? Mọi người vào trang web nói là ngày mai mà tôi muốn đi khám thì nó sắp cho mình 9:15, đúng 9:15 đến thì chỉ có 2-3 người thôi, mình không cần phải xếp hàng dài mà có thể xếp đến tối mịt mới có thể vào. Thế thì vân vân. Hay là có trợ lý bác sĩ là bằng chatbot chẳng hạn, tức là mình nói chuyện với chatbot là chính, những câu hỏi thông thường hỏi chatbot là được rồi, đúng không? Hỏi phần mềm trợ lý bác sĩ được rồi, còn bác sĩ chỉ trả lời những câu hỏi mà chatbot không thể trả lời được thôi. Thì cái việc ấy là chatbot sẽ giảm tải cho bác sĩ, và thời gian bác sĩ lo cho một người chỉ mất đáng nhẽ là 20 phút thì bây giờ chỉ còn 5 phút thôi, thì nó sẽ giảm tải phòng khám, đúng không? Thí dụ như thế. Đấy là một kênh công nghệ thông tin đi vào đời sống. Như vậy phát triển nông thôn chẳng hạn, là chúng ta có thể làm ra sàn giao dịch nông sản, rồi chuỗi cung ứng nông thôn, rồi chúng ta có thể chăm sóc người ở nông thôn bằng cách tức là có hệ thống chuyển y bạ điện tử. Người ta đến khám ở các phòng y tế xã, nhưng mà khi mà cần chuyển rất nhanh lên huyện được, thì người ta không nhất thiết là cứ đau bụng phải chạy ra Hà Nội, đúng không? Thế thì đấy là những ý tưởng mà công nghệ thông tin có thể làm được ngay lập tức. Thế bây giờ cái phần thứ ba, đúng không? Tri thức rồi, kỹ năng rồi, thì bây giờ đến đức tính. Đức tính của người làm công nghệ thông tin thì luôn luôn là tiên phong và khai phóng. Tư tưởng ấy là tư tưởng khởi nghiệp, luôn luôn phải đi trước và rất là thoáng, không có gì là cản trở tôi cả, luôn luôn mở đường. Thì đấy là tư tưởng của những người khởi nghiệp. Nói ngắn là khởi nghiệp, nhưng nói cụ thể ra là tiên phong và khai phóng, phải đi trước và vượt qua mọi khó khăn. Thứ hai là tinh thần hội nhập quốc tế và cộng đồng. Nếu mà bạn muốn là mình trở thành sức mạnh thì luôn luôn là phải kết hợp, sẵn sàng hội nhập quốc tế, đúng không? Chứ không thì biến thành người gọi là ếch ngồi đáy giếng, đúng không? Thế thì phải biết quốc tế họ đang làm gì thì mình mới biết là cái công nghệ hiện nay mình nắm trong tay nó là như thế nào. Chứ không mình cứ nghĩ thế là nhất rồi thì không bao giờ tiến được. Và thứ hai là mình phải có ý thức cộng đồng, huy động sức mạnh của cộng đồng. Có cộng đồng thì mới thành được, khởi nghiệp được. Và thứ ba tức là có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, phải có đội ngũ. Đấy, thì đấy là những đức tính của người làm công nghệ thông tin. Người làm công nghệ thông tin rất hay là họ không có tính chất cá nhân. Những người mà nói là tôi làm thế này, các ông hãy xem tôi làm hay như thế này, các ông không làm được đâu, là những người thất bại, hoàn toàn không làm được. Tôi có đội ngũ, chúng tôi sẽ làm được.
thì là những người thành công.